Dạ vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo Khang, Thảo Auto Bình Dân. Và tiếp tục clip hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chúng ta em test hát karaoke với đôi lo sạc pin Vega bát 3 tấc này đi nha. Và đôi lo này nó có model là VS120 gì nha. Cái đôi lo sạc pin Vega này thì trong hai clip trước em đã giới thiệu về nó rồi, nhưng mà em chỉ giới thiệu nhạc chứ lại giới thiệu chi tiết nội thất này kia nó các kiểu về nó. Hôm nay thì clip này trong thời gian chờ đợi mấy cái lo đang thay gần ở Việt Hùng nó chưa về tới, mình hôm nay cũng rảnh mình làm cái clip này tiếp tục giới thiệu đến anh em chúng ta là cái đôi lo sạc pin Vega này. Nhạc nó đánh karaoke rất là hay đi ha. Bass thì thôi thật thật luôn, không cần mình chơi sub trầm gì cả đi ha, bởi vì thùng nó rất to. Một cái thùng nó có thể là bự bằng hai cái sub bass tầm 3 tấc đó gì, thùng nó lớn vậy đó. Cho nên là bass nó quýnh rất là ấm, trầm và sâu đi ha, và đặc biệt là mềm và lớn. Đấy. Thì để em test cho quý vị và các bạn nghe cái đoạn hát karaoke này. Và đặc biệt thì micro nó rất là hút tiếng đi ha. Tiếng rất là nhẹ hát. Đây, em chỉ xài micro là dạng micro thường thôi. Đấy, em bắt lên nè. Alo, 1 2 3 4 5 6. Alo. Đó, là em chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có ẻo lả gì hết vậy ha. Mình là cây nhà lá dừa, có sao chơi vậy gì ha. Rồi, và tiếp tục thì em mời quý vị và các bạn cùng nghe em test một đoạn hát karaoke gì ha. Mình cũng dạng hát thấy gặp bài nào hát bài nấy thôi gì. Để hát để phụ vụ em giới thiệu với em lo hát karaoke sạc pin Vega bát 3 tấc giá rất là bình dân, rất là rẻ em ha. Thì clip trước mình đã có giảm giá lo này rồi, vì lý do cái màn nó có hơi sừ sừ tư tư cái màn nè, mình đã gửi Việt Hùng xử lý cho ba gắt đẹp cái gì ha. Đấy, và thay găng nó Việt Hùng luôn cho nên nó đẹp sặc sỡ, thùng bách chắc đẹp luôn. Giá thì mình giảm giá còn có 12.500.000 cho các bạn dễ chơi. Rồi bây giờ em mời quý vị và các bạn cùng nghe một đoạn nhạc em hát đi ha. Trần Thảo Khang hát karaoke để bán lo, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và đừng gạch đá từng nghiệp em ha. Xem cái micro mình để tiếng rất là ít, và kể cả cái volume nhạc của Amply mình cũng để tiếng rất là ít luôn quý vị ha. Đây đó, một cặp duy nhất này, cặp này mình phá tiếng hoàn toàn này, cặp trên là mình đánh cặp sạc pin Vega này. Rồi bên đây volume chỉ lên tầm số 4 thôi, đây dưới cũng phá tiếng hoàn toàn nữa gì đó. Đó, còn micro là không được 50% nữa gì. Micro trên cái micro đó thì nó chuẩn 50%. Đó là mình chơi như vậy rất là hoàn hảo vậy ha. Còn vì và các bạn nào nếu mà không chơi em đi karaoke thì vì có thể xài em đi bãi
liên hồi địa nhật chúng ta gáp thêm van số hoặc là cái mixer và van cơ chúng ta karaoke cũng rất là hay. Bây giờ xem bên Vega thì tiếng bass nó nền rất là đã, mid thì rất là nhẹ hát luôn ha, và đặc biệt đó thì dòng loa này cũng rất là nhẹ gáp âm ly, cho nên là âm ly nè công suất khoảng trăm ngoài quá ta quýnh được quý vị đó. Rồi thì em chỉ nói thêm giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn chúng ta nghe cái phần tiếng âm karaoke của đôi loa này, cũng như là giới thiệu thêm về đôi loa Sanpin Vega hát karaoke rất hay. Nếu quý vị và các bạn nào chưa xem được hai clip trước mà vô tình quý vị xem được clip này thì quý vị cũng vui lòng cho em xin một like trên clip đi nha, và nhớ chia sẻ để tạo tương tác cho clip được nhiều người biết đến về audio giá bình dân, để chia sẻ niềm đam mê audio nhưng mà giá cả rất là tốt cho anh em chơi đi ha. Đây bát rất đẹp đi ha, mít chép easy đồ còn xin đẹp lắm nghe đi nha, thùng vách lưới đẹp luôn đó. Rồi các em xin kết thúc clip đi nha, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau nha.